Những ngày qua, hàng trăm xe máy thiết bị đã được các nhà thầu huy động để thi công hạng mục san lấp nền tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8, Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đã huy động hàng trăm xe ben, xe ủi, lu múc đến công trường để thi công. Không khí trên công trường rất nhộn nhịp, hối hả. Lãnh đạo ban điều hành dự án của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC cho biết, tất cả các đơn vị đang tập trung thi công tại khu vực 1 là khu vực nhà ga. Tổng diện tích khu 1 khoảng 150 hectare, khu vực do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC thi công là 57 hectare. Đơn vị đã huy động 132 xe đầu máy thiết bị để thi công ngày và đêm. Trong đó có 29 máy đào, 28 máy ủi, 22 xe lu và 47 ô tô vận chuyển và các máy san xe lật xe tưới nước. Trong 5 ngày tới, ACC tiếp tục huy động để tăng lên 143 đầu máy thiết bị để đẩy nhanh thi công, đồng thời nhân công và lái máy cũng sẽ tăng lên từ 150 lên đến 180 người. Các nhà thầu thi công đang tất bật hoàn thiện nhà điều hành, nhà cho cán bộ, công nhân trực tiếp tham gia tại dự án. Khu nhà điều hành của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC cũng đang được gấp rút thi công để hoàn thiện trong 2 tuần tới. Lúc đó, cán bộ, công nhân trực tiếp thi công trên công trường sẽ có chỗ ăn, nghỉ ổn định, đảm bảo sức khỏe cho quá trình thi công dự án. Theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có diện tích xây dựng là 1.810 ha. Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2025.